mình là đại diện của YouTube được dùng thử tính năng cảnh báo tốc độ trên Google Maps đầu tiên tại Việt Nam luôn. Rồi, chào anh em. Lâu lắm mới mượn được một con xe tốt để đi. Cái xe này thì nó ra cũng khá lâu rồi, cũng phải 2 năm nay rồi. Mình đang chạy cái phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 1.4 turbo. Chạy thích phết, từ sáng đến giờ chạy lên quanh ở trong phố thì cái máy turbo này hay. Mọi người đang đợt này đang rộ cái câu chuyện là Google Maps họ mở cái tính năng có thể nói lắm thế nhỉ. Đang mở cái tính năng cảnh báo tốc độ ở Việt Nam thì đây, hôm nay mình đang dùng nó rồi. Mình là đại diện của YouTube được dùng thử tính năng cảnh báo tốc độ trên Google Maps đầu tiên tại Việt Nam luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy, rất là xịn. Nó chuẩn bị đi ra cao tốc và chuẩn bị thay đổi cái tốc độ giới hạn thì nó hiện luôn ở trên này. Google khác xịn thật. Không thể tưởng tượng được. Đấy, nó sẽ có 3 cái hiển thị ở trên này. Một cái là tốc độ hiện tại của mình này, một cái là tốc độ giới hạn hiện tại và một cái tốc độ giới hạn tiếp theo, sẽ cách khoảng 100m nữa thì đến tốc độ giới hạn tiếp theo. Xịn luôn. Nói chung là cái tính năng cảnh báo tốc độ thì nó luôn luôn là một cái tính năng cần thiết cho tất cả mọi lái xe trên đường. Vì bây giờ cái tiền phạt chạy quá tốc độ nó đắt lắm, thật sự quá đắt. Thực ra thì tiền thì nhiều khi anh em có thể xử lý được, chấp nhận. Thế nhưng mà thu bằng lái 1 năm là cái mức tối thiểu thì không thể chấp nhận được. Nếu mà làm nghề lái xe thì coi như là mất nghiệp 1 năm. Mà làm nghề YouTube như mình thì cũng mất nghiệp luôn 1 năm. Coi như lái xe không có bằng 1 năm luôn là hỏng. Chết giờ. Thế nên là cái một cái tính năng mà mình nghĩ là ai cũng cần khi mà lái xe ở Việt Nam mình, đó chính là cái tính năng cảnh báo tốc độ giới hạn. Thế nhưng mà rõ ràng là cái đó thì nó vẫn còn đang rất là hạn chế. Chúng ta thì phải nâng cấp, như phải mua rất là nhiều những cái thiết bị để mà có cái cảnh báo tốc độ như vậy. Thì Google người ta mở luôn thì tốt quá. Mà Google Maps thì ai cũng biết nó là đỉnh cao nhất về câu chuyện bản đồ dành cho ô tô, dành cho người lái ở trên các cái thiết bị rồi. Dữ liệu thì cập nhật liên tục, mà nó còn hay nhất là nó còn thể hiện được cả cái cảnh báo tình trạng giao thông, tất cả các thứ. Đây này, bây giờ mình sẽ đi ra cái đường cao tốc, tốc độ 100 km/h. Nó sẽ chuyển, nó sẽ có cảnh báo luôn khi mà mình đi ra cao tốc. Này chạy hay phết không ạ? 1.4 máy này ngon. Yeah. Báo luôn tốc độ giới hạn 100 km/h. Ôi mẹ, con xe tốt 1.4 này chạy hay không ạ? Rất bốc luôn, turbo không hề lag một tí đâu cả. Cảnh báo vượt tốc độ cũng rất là chuẩn. Hay đấy. Bây giờ tự nhiên cái xe nó khôn hơn hẳn, mà cái này nó rất là tiện, Google Maps thì hạn có thôi. Cũng là đỉnh thật. Đấy, cái này là khi mà nó đi vào cái vùng mà có đường nó chênh với nhau ấy, thì ngay lập tức là nó sẽ có cái cảnh báo khác đi. Ví dụ như đi vừa rồi là mình đi xuống dưới cái hầm, thì cái đường ở trên hầm là đường 60 km/h, mà đường ở dưới nó là đường 100. Thì dẫn đến việc là nó sẽ báo luôn ở trên hầm, ở trên nóc mình là tốc độ bao nhiêu. Thế nhưng mà khi đi qua đấy, ngay khỏi cái vùng đấy ngay lập tức, thì nó lại báo xuống đúng chính xác là tốc độ 100 km/h là giới hạn của cái đường này. Nhưng mà thật ra nãy giờ là mình bốc phét thôi, nhưng Google còn lâu nó mới mở với Việt Nam. Ở đây là một cái phần mềm mới của bên IK họ làm. IK đấy anh em biết rồi.
Một cái đơn vị làm kể cả về phần cứng lẫn phần mềm là chuyên giải trí cho ô tô ở Việt Nam. Họ có những sản phẩm như là màn hình Android, bóp Android, rồi là cảm biến áp suất lốp. Đặc biệt là cảm biến áp suất lốp của Aika thì có thể nói là loại xịn nhất ở Việt Nam bây giờ. Nó có thể link được với tất cả những cái xe Kia với Hyundai và màn hình zin luôn, thì rất là xịn. Thì họ phát triển một cái này, nó là một cái phần mềm, nhưng mà anh em có thể hình dung ra nó là một cái top up thôi. Nó có thể chạy đa nền tảng ở trên cái màn hình ô tô. Thì tất cả mọi thiết bị Android ở trên ô tô thì đều có cái này, từ Android Box cho đến màn hình Android, cho tất cả, cho những cái gì mà chung là anh em cứ thể hiện ở trên này là dùng phát là nó có. Thì nó cũng đơn giản thôi. Tí mình dừng xe mình sẽ hướng dẫn anh em cách dùng như thế nào. Nhưng mà nó có một cái tiện là gì, là anh em dùng Google Maps nó cũng lên, nghe YouTube hay là làm tất cả những cái thứ khác thì nó vẫn luôn luôn có một cái pop up, một cái rất là nhỏ, nó hiển thị ở trên màn hình để mà hoạt động, để mà cảnh báo tốc độ cho mình, cũng như là thể hiện cái tốc độ mình đang đi như thế nào. Thì cái này thì mình chạy từ sáng đến giờ thì mình đánh giá là nó cũng rất là chính xác, mặc dù là nó hoạt động bằng hoàn toàn là GPS. Thì kể cả cái tốc độ mà mình xe mình đang đi cũng như là cái tốc độ giới hạn ở trên đường thì nó đều hoạt động cực kỳ là chuẩn. Em hiểu không? Ví dụ như là bình thường cái phần tốc độ này này, tốc độ mình đang đi thì phải lấy từ OBD ra thì nó mới chính xác được. Chứ còn GPS thì nó cũng sẽ có một phần nào đấy nó bị chậm hơn hoặc là bị nhanh hơn một tí so với cả cái tốc độ thật mà mình đang đi. Thế nhưng mà cũng là chấp nhận được, bởi vì là ngay cả trên Google Maps với tất cả các thứ thì nó cũng chỉ dựng bằng cái thuật toán như thế thôi, chứ nó không có cái gì khác biệt cả. Thì có thể thấy là đây là một cái tiện rất là lớn dành cho lái xe mà bên Aika họ phát triển. Thì cái dữ liệu data của cái phần mềm này thì họ cũng nghiên cứu rồi, họ cũng tích lũy từ rất là nhiều năm nay rồi, và nó được cập nhật liên tục, nên là mình đi vào thử mấy cái đường mới thì nó cũng vẫn lên rõ ràng và chính xác với cả cái tốc độ ở đường đấy. Tất nhiên là nó vẫn còn những cái điểm yếu, ví dụ như là ở Việt Nam mình thì nó có một cái biển báo mà duy nhất ở Việt Nam mình có thôi, chả nước nào có cả trừ Việt Nam mình, đó là cái biển khu đông dân cư hay là khu đô thị. Thì bản chất cái biển đấy thì nó ở trên này nó không thể hiện, thế nhưng mà bản chất của nó thì nó vẫn là một cái biển giới hạn tốc độ chính xác, có chỗ thì 50, có chỗ thì 60. Nhưng mà thì thay vì là hiển thị lên là vào khu dân cư, chúng ta còn không biết đi như thế nào là đúng, thì có cái này ấy, nó hiện luôn là ví dụ như là khu dân cư này tốc độ tối đa là 50 km/h thì là 50 km/h, mà khu dân cư khác nó tốc độ là 60 km/h thì nó cũng lên được 60 km/h. Thì nó cũng hay, nếu mà anh em đi anh em để ý thì sẽ không bao giờ bị quá tốc độ cả. Đấy, mà cái âm thanh này thì đương nhiên rồi, có thể tắt đi được, không cần phải có thể chỉnh được cái âm lượng là nó to hay nó nhỏ hay tất cả các thứ. Ok, mình sẽ biểu diễn luôn cho anh em xem qua về cái app mới này của bên IK. Đấy, nó có một cái rất là hay nữa, đó là mình có thể góp ý là ví dụ mình đi đến cái đường này, mình thấy cái đường này mà trên phần mềm nó chỉ tốc độ sai hoặc là chưa có cái cảnh báo tốc độ, thì ấn một phát vào đây, mình lên một phát, ví dụ mình ấn một phát này 100 này, thì coi như là đóng góp luôn, là cái đường này là thay đổi luôn dữ liệu cho tất cả người dùng là đây nó là 100. Tất nhiên là nếu như mà mình báo láo thì sau đấy có ông nào ông biết là mình báo láo thì ông sẽ báo lại thôi. Đấy, nhưng mà tức là một cái phần mềm rất là mở cho tất cả mọi người có thể đóng góp được cái data thêm vào trong cái phần mềm này. Ngoài ra thì nó hoạt động cũng rất là đơn giản. Đấy, đây là đang ở màn hình của Google Maps này. Khi mà ra ngoài nó là tên là G Speed. Đấy, mọi người để nhìn thấy nó có rất là nhiều thứ ở trên này. Đây là hiển thị kích thước, thì là chỉnh thị to nhỏ của cái pop-up này. Thì là đây, để to nhìn nó rõ màu sắc này. Màu sắc của cái tốc độ hiện tại của mình này. Cái mức độ chênh lệch. Mức độ chênh lệch này tức là cái chênh lệch của GPS ấy. Ví dụ như là mình thấy là cái GPS nó đang bắt chậm hơn so với tốc độ thực tế của mình có thể điều chỉnh. Thường nó sẽ chậm hơn khoảng 3 đến 5 km. Tức là mình lên đến 100 rồi, thế nhưng mà ở trên này nó chỉ báo là đang là 95 thôi. Thì mình có thể ấn nó lên, hoặc là mình có thể chỉnh cái này lên cộng thêm nhiều thêm nữa vào. Thì tức là mình đang ở tốc độ 105 thì nó cũng báo là 100, thì nó vẫn chưa bị vượt quá cái tốc độ đấy. Đây là cái màu phần màu hình nền, chỉnh được rất là nhiều màu cho nó này, để màu đen nó cũng rất là đẹp đó. Đấy, nhìn nó không rõ thôi. Thế còn đây nó sẽ là cái khoảng cách để mà nó báo cho mình cái biển phía trước đấy,
Đối với tốc độ từ dưới 80 km/h thì đến sắp sửa đến biển, cảnh báo tốc độ nó sẽ báo trước cho mình khoảng 500 m để mình biết, để mình điều chỉnh cái tốc độ của mình hợp lý. Đồng thời là với cái tốc độ mà trên 80 km/h ấy, tức là đến những cái biển mà ví dụ 100 hay 120 mà mình đang chạy ở 120, mình phải xuống 80, 60 trước khi vào cái trạm soát vé chẳng hạn, thì nó cũng sẽ cảnh báo trước mình. Những người tùy chọn được, đây đang để 800 m. Tất cả cái thứ này, nó thông tin tài khoản, mọi thứ nó có đầy đủ ở trên này. Vì nó là đa nhiệm nên là chúng ta có thể là để nó ở trên tất cả các loại màn hình. Ví dụ như là máy nghe nhạc, xem YouTube này, thì nó cũng vẫn hiện được lên ở trên màn hình YouTube như thế này. Đồng thời vẫn hiện được cả Google Maps ở bên kia. Thì mình nghĩ đây nó cũng là một cái mà rất là tiện. Thật ra mà nói thì anh em đi trên đường, anh em mình không cần cả một cái bản đồ chỉ để cảnh báo tốc độ làm gì cả, mà đơn thuần nó chỉ cần một cái pop up lên như thế này, mình có thể để bất kỳ đâu ở trên màn hình là cũng đủ rồi. Mắt nhìn thì cần liếc qua một cái thôi là đủ, chứ cũng không cần quá phải tập trung vào cái này làm gì. Đó. Mình đánh giá là tiện và hữu dụng. Thật ra ấy, mọi người lái xe nhiều thì sẽ hiểu là đi trên đường thì cuối cùng thì chúng ta là cần cần cái gì cần nhất để cho một lái xe. Ví dụ như ở đường này nhá, đường dưới này thì tốc độ giới hạn nó chỉ là 60 thôi. Mà mình để 100 thì tức là sai, bây giờ mình phải chỉnh lại, ấn vào 60 thôi. Đó, nó sẽ điều chỉnh lại chính xác đối với cả cái này luôn. Thì cái này là những cái hoạt động mà có ích cho cộng đồng, thì mình nghĩ là nếu như mà cứ để mà ấn linh tinh như này thì cũng không ổn, thật sự. Không biết là những ông khác mà đi vào đường này mà mình để 100 thì ông có bị nhầm không. Thế nhưng mà rõ ràng là IK họ phải có cái gọi là hậu kiểm để xem những cái sự thay đổi ở trên những cái đường này và hậu kiểm lại, không có thì các bố ấy ấn loạn mẹ lên là rách việc. Đấy, nó báo luôn này, 50 m nữa là đến đoạn đường rẽ ra cao tốc là có thể chạy 100 km/h, thì nó sẽ báo luôn để cho mình có thể chuẩn bị đi vào cao tốc tốc độ giới hạn thay đổi. Cái này thì sắp tới đầu tháng 6 thì họ sẽ chính thức ra mắt, ngày mùng 3 tháng 6. Khi mà ra mắt thì đương nhiên rồi, họ chỉ dành cho những cái sản phẩm mà do họ bán ra thôi, ví dụ như là Android Box hay là màn hình Android của họ bán ra thôi, thì nó có sẵn cái này. Thế nhưng mà nhân dịp khai mạc thì hình như là họ sẽ có khoảng mấy nghìn cái tài khoản miễn phí để anh em đăng ký dùng. Mình thấy cái này là hữu ích, thật sự là hữu ích. Tắt tiếng đi cũng được, không cần. Đấy, ấn vào cái là tắt tiếng. Tắt rồi. Rất là tiện. Nhìn chung là bây giờ mình thấy các cái đơn vị mà chuyên về đồ chơi xe hơi ở Việt Nam thì bắt đầu họ cũng tập trung đầu tư vào phần gọi là chất xám cũng như là lõi, để có những cái mà gọi là có thể gọi là của riêng họ. Những cái thiết bị phần cứng, ví dụ như là màn hình Android hay là camera hành trình hay là Android Box, thì rõ ràng là chúng ta không thể sản xuất ra được rồi. Nhập Trung Quốc nói thế nhanh, nhưng mà nhập cái loại chất lượng như thế nào và có cái gì gọi là của mình ở trong đấy hay không, thì đây nó cũng là một cái ví dụ rõ ràng. Thay vì là không có cái gì của mình cả, hoàn toàn là nhập về và bán thuần túy thương mại, thì họ cũng đã có những cái phòng R&D, có những cái nghiên cứu về mặt chất xám để mà làm cho cái sản phẩm của họ có cái dấu ấn hơn, cũng như là mang lại những cái tiện ích tốt hơn cho người dùng. Thì mình đánh giá cái G-Speed này là một trong những cái rất là hay như thế. Tiện ích nhỏ nhưng mà lợi ích lớn đối với cả người dùng sản phẩm của IK, rất là ok. Và còn có cả miễn phí cho người dùng không phải là dùng đồ IK nữa thì là quá tuyệt rồi, đúng không? Còn chờ Google Maps nó mở ở Việt Nam thì còn khước, mà có khi lại còn mất tiền. Vì là bây giờ mình thấy bắt đầu Google họ bắt đầu thu tiền tương đối oách ở Việt Nam rồi. Từ cái YouTube thì có premium rồi này. Rồi là những cái hoạt động khác mọi người không để ý đến, ví dụ như là email rồi Google Photo, Google Driver thì họ thu tiền rất là kinh rồi. Thì cái việc mà họ tăng thêm tiện ích cho một cái ứng dụng miễn phí từ xưa đến nay xong rồi để thu tiền thì cũng là chuyện bình thường. Thế nên là có cái này của IK nó cũng rất là tiện, chả đáng bao nhiêu cả. Cảnh báo tốc độ chuẩn, mà quan trọng nhất là nó dùng được ở trên cái Google Maps ấy. Tiện hơn bao nhiêu, chả có cái map nào bằng Google Maps ấy.
AI rồi là giọng nói, tất cả các thứ thì nó hơn những cái ứng dụng khác rất là nhiều rồi. Và quan trọng là cái số lượng người dùng nó ở trên thế giới cũng như là Việt Nam quá nhiều, dẫn đến việc cái dữ liệu của nó luôn luôn là đầy đủ nhất và chính xác nhất cũng như là kịp thời nhất. Thì đấy là một cái tuyệt vời của Google Maps. Thế thì ông Ai Ca ông khôn, ông ấy đưa ra một cái ứng dụng mà ông gọi là đứng trên vai người khổng lồ ấy, tức là mày có thể dùng kèm được với cả Google Maps luôn, thì rất là tuyệt vời, khôn, tiện dụng. Vậy thôi, anh em chờ đến mùng 6 tháng 3 thì có thể là đào cái này về và dùng trên điện thoại Android cũng được. Đấy. À quên, mùng 3 tháng 6, nhưng mùng 6 tháng 3 tận sang năm. Rồi. Bây giờ đến lượt câu chuyện về chiếc xe tốt này. Chạy ở đường cao tốc cũng như là sao trẻ các thứ bao lăng nhăng linh tinh thì thấy là cũng ổn. Động cơ ngon, chạy mẹ rất là thích. Bảo sao là nó bán được tương đối chạy ở Việt Nam. Tất nhiên là sau khi con Creta ra thì con này nó bán được ít đi đấy, nhưng mà số lượng như thế vẫn là ngon. Và có lẽ là những cái phiên bản sau này thì những cái lỗi mắc ban đầu người ta cũng điều chỉnh được hết rồi. Con này là con xe duy nhất ở Việt Nam mà mưa là dột đấy. Đợt vừa rồi mình đi sang Trung Quốc thì người ta cũng đã ra mắt cái phiên bản mới rồi, đẹp hơn cái này rất là nhiều. Thì hy vọng là Việt Nam sẽ có sớm. Vậy thôi, một cái clip ngắn trong một cái ngày rất là nắng nóng để chia sẻ với anh em về một cái tiện ích mới mà chúng ta sắp được sử dụng do Ai Ca cung cấp, đó là cái phần mềm G-Speed. Thì anh em có thể xuống dưới, bên dưới mình có cái link để download về để dùng thử xem như nào, đóng góp ý kiến cũng như là đóng góp về cái biển báo các cái cung đường anh em đi qua cho nó chính xác. Thì cái này là tốt đời đẹp đạo thôi, gọi là chia sẻ để mà mọi người tham gia giao thông an toàn hơn. Rồi, đơn giản đấy thôi nhá. Và anh em, đoạn đầu là hoàn toàn bốc phét, Google chưa có đâu.